Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà Tân sẽ kể cho các bạn thêm về những cái vấn đề liên quan đến bùa chú. Cái từ bùa chú á, là cái từ mà dễ tiếp cận với lại các bạn nhất. Bởi vì các bạn nghe cái từ này nhiều nhất, chứ còn đúng ra ta gọi là phù. Một tấm linh phù, nó giống như là một lá bùa. Nhưng mà mình nói chữ lá bùa thì người ta dễ hiểu hơn là tấm linh phù. Tại nghe linh thiêng quá thì người ta chưa tưởng tượng được nó là tốt hay là xấu. Nhưng mà thường người ta sẽ tưởng tượng nó là tốt, nhưng mà đôi khi nó là xấu. Hai các bạn ha. Thì cái câu chuyện hôm nay cũng có nhiều bạn thắc mắc là tại sao có những người mà họ được bên mình giúp đỡ. Thì giúp đỡ như vậy thì bên mình có tính phí gì hay không? Thì thực sự mà nói thì thường là bên Tân không tính phí. Mà tại vì cái phí á, bạn với thầy phải tự thương lượng với nhau. Chứ bên mình không phải là môi giới. Mình cảm thấy bạn gặp những cái chuyện đó thiệt, mà mình có sự hiểu biết thì mình đứng ra mình giúp. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà có nhiều người người ta bị trường hợp là tâm linh, nhưng mà người ta không có tiền, thì mình cũng giúp luôn. Mình giúp cho xong cái việc đó để mình làm phước, chứ mình cũng không có tính một đồng xu các bạn nào. Cho nên nhiều người người ta đặt cái chấm hỏi là mình có phải là người đi môi giới. Thì kênh của Tân nào giờ không giới thiệu thầy pháp theo dạng như vậy, trừ trường hợp bạn bị những cái chuyện nó quá nặng, nó ảnh hưởng đến gia đình của bạn mà Tân cảm thấy Tân có khả năng Tân giúp, thì nhiều khi Tân bỏ tiền túi ra Tân giúp luôn, để khỏi mất công trình bày lại với đôi bên là kinh phí bao nhiêu. Có nhiều người người ta gặp thầy rồi nhưng mà người ta lại có những cái tâm ta không tin thầy. Khi mà thầy người ta nói giá thì mình lại gọi lại cho Tân. Tại một khi đã giới thiệu rồi Tân không còn liên quan, nhưng mà họ gọi lại cho mình, họ check lại coi phải là vậy không. Thì những trường hợp đó rất mất thời gian của đôi bên, thì thường là Tân sẽ bỏ kinh phí Tân giúp luôn. Cho nên là lâu lâu mới có một hai câu chuyện dạng như vậy để kể các bạn nghe, chứ nó không có thường xuyên. Tại vì Tân không có nhiều kinh phí để giúp đỡ các bạn nhiều khi ở xa. Thì cái câu chuyện hôm nay là một câu chuyện Tân kể cho các bạn nghe, một cái sự hữu duyên để gặp phải chuyện tâm linh. Anh này tên là Tuấn, quê của ảnh là ở ngoài phía Bắc mình. Thì anh Tuấn làm ăn rất là được, ăn nên làm ra, rất là phát triển. Và anh lại có một cái lối sống là rất là thuần túy, là quê hương Bắc Bộ, quê hương ngoài miền Bắc. Anh xây một cái căn nhà, cái căn nhà của anh nó cũng y chang căn nhà ngoài quê. Anh gọi là nhà ngoài quê, trong này mình gọi là nhà ba gian cho người ta dễ hiểu. Ngoài kia đó thì là anh xây theo cái chữ L. Trên một cái miếng đất diện tích là tầm khoảng 300 mấy mét vuông. Thì nó có cái sự pha lẫn giữa hiện đại và cổ kính. Có nghĩa là mình có lắp máy lạnh, mình có lắp gương. Thay vì ngày xưa các cụ người ta ngủ những cái tấm phản, những cái giường tre, thì bây giờ mình ngủ giường gỗ, có nệm. Và anh rất thích nhà đông con. Đâm ra là thời điểm mà bây giờ cũng như thời điểm xảy ra câu chuyện, anh có đến 6 đứa con. Mà đẻ năm 1 vậy đó, có đứa năm 2 vậy đó. Hai vợ chồng rất là sai quả. Thì cái đứa lớn nhất thì nó lúc đó nó 8 tuổi. Còn lại là bạn biết là một vàng thiếu nhi, rất là nhỏ. Mà anh cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Và công việc của anh rất là phát triển. Tại nó chỉ tập trung ở cái vùng đó thôi, mà cái kinh phí đời sống vùng đó nó không có cao. Anh cũng không có nhu cầu mà đi ra khỏi cái tỉnh đó. Thì vào cái thời điểm đó, anh bắt đầu có cái thú vui khác nữa. Anh sưu tầm những cái đồ của các cụ ngày xưa. Ví dụ như là trong nhà anh có cái ụ rơm, để cho mấy cháu nó biết là quê hương mình, nghề nông là làm gốc. Phải có ụ rơm, phải có cái đòn gánh, phải có những cái hình ảnh của ngày xưa khi anh còn nhỏ, anh đã nhìn thấy những cái đó trong nhà của mình. Thì có những thứ nó có giá trị qua thời gian thật sự. Ví dụ như cái đòn gánh,
Thì cái nhà anh ở ngoài tỉnh đi ha, thì cái quê anh ngày xưa khi mà anh có những kỷ niệm đó, anh muốn vô trong quê thì anh đi tầm khoảng 1 tiếng 45 phút là anh về lại căn nhà tổ ngày xưa đó, mà các cụ gầy dựng lên. Thì ở trong đó nó còn những cái mâm cổ, những cái ly mà qua bơm đạn á, là nó bị đạn bắn xuyên qua luôn. À, nó có những cái rế đựng cơm, nó có cả những cái đòn gánh mà các cụ ngày xưa gánh đồ ra chợ bán. Thì anh về đó anh xin, anh xin các cụ. Cái nhà thờ tổ đó thật sự ra mà nói là nhà của các cụ trong cái dòng họ anh đang ở. Nó không hẳn là một cái căn nhà thờ tổ hoành tráng, nó là một căn nhà quê. Nó còn những cái nét đơn sơ ngày xưa các cụ xây nên. À, ở đó vẫn còn ruộng lúa, chứ nó không phải là một cái nơi mà để anh con cháu về thờ phụng như những câu chuyện Tân đã kể. Bởi vì người ta vẫn sinh sống bình thường, chỉ là người ta gìn giữ lại những thứ mà ngày xưa các cụ để lại. Thì anh về đó anh xin những cái món đồ đó để mà anh đem lên nhà của anh Trưng, để mà mỗi dịp bạn bè tới làm chung trà ly rượu có cái anh kể. Vậy mà nó vui. À, thì có một ngày có những người bạn có chung cái sở thích tâm giao mà, có chung sở thích, mới nói anh là nhà mình thiếu một cái tấm phù điêu mà khắc chữ Tào, chữ Nôm, chữ Hán ngày xưa, để miêu tả một cái bài thơ. À, thì nó mới có cái sự thi vị. Mình ngồi mình uống trà, mình uống rượu, mình nhìn cái bài thơ, nó mới có sự thi vị. À, trong nhà thì chỗ trống còn nhiều quá, thì anh mới suy nghĩ ra là ở trong cái nhà tổ của anh có một cái tấm phù điêu giống vậy. À, thì anh mới về anh xin. Cái tấm phù điêu là các cụ ngày xưa các cụ khắc lên trên cái tấm gỗ để miêu tả cái vùng quê của mình, miêu tả con người đời sống thời đó. Người ta khắc những cái chữ Hán, chữ Nôm đó lên trên những cái tấm phù điêu người ta treo lên. Thì khi về xin thì các cụ trong nhà ta không cho, là bởi vì thứ nhất là nó có giá trị của thời gian, có giá trị của dòng họ. Cái gì cũng lấy được, cái đòn gánh, cái đũa, cái mâm, cái gì lấy thoải mái. Nhưng riêng cái tấm phù điêu đó là phải để lại, không được. Anh mới về nhà, anh mới tâm sự với người bạn, mới chắc lưỡi tâm sự, mới nói là không được, kỳ này là lấy không được rồi, bị nó có giá trị thời gian, các cụ trong nhà không cho đem đi. Thì người bạn mới nói là đâu có sao, nếu mà mình lấy được trong nhà thì đỡ tốn tiền như mọi khi, còn nếu như mà không được thì mình bỏ chút tiền, mình mua những cái thứ đồ cổ đó, mình đem về, mình để trong nhà. À, thì anh mới nhờ người bạn này đi tìm giùm. Thì ổng thường xuyên đi qua Lào để mà ổng làm ăn. Ổng mới vô một cái phiên chợ đồ cũ của Lào, ổng mua được một cái tấm phù điêu giống như vậy. Ổng đã kiểm tra rất kỹ, ổng hỏi cái người bán là cái bức phù điêu này nói về cái gì và nguồn gốc ở đâu. Thì cái người bán mới nói là của những gia đình người Hoa, người ta làm thuốc bắc mà người ta sinh sống trên đất Lào. Thì những gia đình này họ phát triển, họ dọn đi thì họ mới bán mão lại, hoặc là những cái khu này người ta không ở nữa thì người ta mão lại qua một cái nơi người ta bán giống như là đồ lặt son, thì những người này vô lựa mua lại. Thì cái người mà bạn của anh Tuấn mới đem về giám định là coi cái bức phù điêu nó viết cái gì, ý nghĩa là cái gì. Thì người ta, những cái người mà biết đọc á, người ta mới nói rằng đây là một bức phù điêu miêu tả của một cái người quan văn ở trên cái bờ thành. Thì ổng buồn, cái nỗi lòng ổng buồn là ổng là một người Hoa nhưng mà lại đầu quân cho quân đội của Lào của năm xưa. Và ổng miêu tả một cái người, ổng nhìn thấy một cái người chèo đò là đang chài lưới dưới đêm trăng, mà ổng nhớ về cái quê hương bên Tàu của ổng. Chà, nó quá là thi vị, nó quá là hay đi. Ổng mới đem về ổng kể cho anh Tuấn nghe. Anh Tuấn anh nghe thì anh phái, anh không có biết chữ này biết cái gì, nhưng mà bạn mình viết lại hết những câu thơ, phiên dịch ra cho mình, mà còn nói cho mình cái ý nghĩa của bài thơ đó là từ một cái người quan, mà quan văn trong thời chiến thì thường là quan võ, nhưng là quan văn là quân sư, mà lại quân sư cho quân đội của Lào trong cái trận chiến đó. Một trận chiến nào thì không biết. Chỉ là ổng nhìn cái hình ảnh cái người mà đang chài lưới dưới đêm trăng, trong cái khung cảnh đó, ổng nhớ về quê hương bên Tàu, ổng mới chấp bút làm bài thơ. Thì anh Tuấn mới đem về anh treo lên.
À, anh thích lắm mà anh thấy thiếu thiếu. Bắt đầu nó xui khiến, sau đó anh thấy thiếu thiếu. Anh mới đem một cái bàn cổ anh để ở dưới cái bức phù điêu đó. Anh mới lấy cái đồ lư hương đó, anh cắm nhang. Anh cắm nhang thì cái mục đích anh đốt nhang là để cho nhà có hương trầm. Nhà có hương trầm. Và Tân cũng xin tính chính là trầm này không phải trầm của Tân. À, khi anh xảy ra sự việc rồi, anh tìm hiểu anh mới biết đến Tân. Chứ còn cái khoảng thời gian này thì Tân với anh Tuấn chưa hề biết nhau. Anh mua ở đâu ngoài quê ảnh này mình không biết. Để đề phòng những bạn hay vô soi cái chuyện sản phẩm bên mình đó. Thì anh mới anh đốt nó ngồi anh thưởng trà, thưởng rượu với bạn bè. Nhưng mà từ sau khi đốt là nhà xảy ra những chuyện rất là kỳ. Mấy đứa nhỏ con anh nó còn nhỏ, thì đêm nào cũng vậy, nó thấy rất nhiều người trong nhà. Đôi khi nó thấy con nít, đôi khi nó thấy người già, đôi khi nó thấy con gái, mà đặc biệt là những cô gái mà tóc rủ rượi. Hình ảnh của ma quỷ làm nó rất là sợ. Đêm nó không ngủ được, nó cứ khóc hoài, mà mẹ của mấy đứa nhỏ với anh Tuấn là cứ phải đi qua đi lại các phòng các con. Mà nhà thì lại xây theo kiểu quê ngày xưa, đâm ra buổi tối á, nếu mà tâm mình không sợ thì thôi, còn nếu đã sợ thì nhìn nó heo hút lắm, nó ớn lắm. Đó, thì anh Tuấn cứ phải thức trong đêm để mà lo cho mấy đứa. Thì sáng á, khi mà mình dậy đó, thì thấy đầu tiên là thấy trong nhà là thường xuyên có những cái vết đất, những cái vết mà đất khô. Thì anh cảm thấy rất là khó chịu, anh không hiểu tại sao trong nhà mình lại có đất, trong khi mà mỗi cái đêm hay mỗi ngày là quét mấy bận mà trong nhà có đất. Nhưng mà dần dần nó bắt đầu trong nhà nó có cả rêu. Rêu có nước mà rêu dưới sông, trong khi nhà anh lại không gần sông, không gần ruộng, mà lại có cái những hiện tượng đó. Và đến đỉnh điểm là trong nhà có cá. Cứ sáng ngủ dậy nhà có cá, mà cá phải cá lớn, cá lòng tông hay những con nhái ếch nó ở trong nhà. Thì lúc này mới là lúc sai lầm của anh Tuấn. Anh không có nhận nó là tâm linh, anh cho rằng đó là một cái chuyện mà như là trời ban. Không nhận tâm linh đây là không nhận tâm linh xấu nha, nhưng mà anh lại nghĩ đó là cái chuyện trời ban, cái lộc. Giống như sáng mở mắt ra có cá, có nước là có tiền. Anh nghĩ như vậy, anh cảm thấy cái này là chuyện kỳ diệu. Anh mới đem đi phóng sanh. À, phóng sanh, anh chở đi ra phóng sanh. Thì một cái đêm, cái đêm đó là đêm kinh hoàng. Anh không ngủ được. Anh mới đi ra ngoài phòng khách, anh ngồi, anh uống trà, anh hút thuốc. Thì anh mới thấy là hai đứa con của anh á, nó đi ngang qua. Và nó đi ra khỏi nhà, nó ra cửa chính đi ra ngoài. Mà ở ngoài là đường lộ, ban đêm là xe tải nó chạy rất ghê. Anh mới lao ra anh ôm hai đứa con anh lại. Mà khi lao ra ôm lại, ôm nó ngay ngoài cái lề đường. Thì mới ôm nó mới nói là hai con bị gì vậy, sao tự nhiên mộng du vậy, hai đứa mệt quá hay sao. Thì anh mới bồng hai đứa đi vô. Thì khi bồng đi vô thì anh nghe một cái tiếng âm, quay lại là vợ anh bị xe tải cán chết. Anh không còn biết gì nữa, còn riêng hai đứa nhỏ nó gục, nó ngã ngay tại đó. Chòm sớm xung quanh người ta ùa ra, người ta cũng không hiểu chuyện gì. Lúc đó người ta còn nghĩ rằng hai đứa trẻ cũng chết. Ta thấy nằm ở ngay trước cửa nhà, anh Tuấn thì ngồi thất thần. À, không biết chuyện gì ngồi thất thần. Thì vào cái thời điểm đó, người ta mới bồng hai đứa nhỏ vô. Mới chứng ngang anh rồi bắt đầu mọi chuyện nó xong hết. Thì về mở camera ra coi đó, thì vợ anh là người đi ra khỏi nhà trước. 5 phút sau hai đứa nhỏ nó mới dắt Diệu đi theo. Mà cả hai đi trong trạng thái vô hồn nha. À, cả ba chứ, luôn cả người mẹ nữa, đi trong trạng thái vô hồn. Giống như có ai dẫn đi. Nhưng mà khi đi qua bên đường thì bà đứng trong bóng tối, anh không thấy. Anh đang lo ôm hai đứa con, không thấy vợ mình. Khi mà người vợ dòng ngược lại thì xảy ra tai nạn. Anh trở thành một cái người cha phải nuôi 6 đứa con, gà trống nuôi con. Và sau đó, khi mà xong đám tang hết rồi, mọi thứ xong xuôi hết rồi, chôn cất đầy đủ rồi, thì các dì, các cậu, rồi các chú cũng qua bên nhà để cùng anh vượt qua cái nỗi đau mà
nó đột ngột quá. Thì những ai ở lại trong đêm đó, nửa đêm người ta có bị mộng du đi ra vậy hoài. Và nhiều lần anh đã la lớn lên, đôi khi là la luôn cả mẹ vợ mình. Anh bị áp lực. Thì nhiều người mới nói rằng là nhà của anh bị tâm linh. Nhưng tâm linh vì đâu thì không biết. Có người nói là bị thư yếm bỏ bùa, do làm ăn được cho nên là người ta bỏ bùa thư yếm mình. Thì anh mới lên trên mạng, anh coi hết tất cả các kênh, anh cũng đã gửi cho một số thầy câu chuyện của anh, tất cả mọi thứ. Rồi rốt cuộc anh có cái duyên, anh gửi vào trong cái fanpage của mình. Anh không có gửi những cái gì trọng tâm mà anh gửi cái buổi đám tang của vợ anh. Anh nhờ Tân coi giùm coi có dông không. Thì anh lại giống như những người mà nghe chuyện nhưng mà chưa hiểu về Tân. Tân không phải là thầy Pháp, đâm ra Tân không thể nhìn thấy được dông hay không. Mà Tân nhìn những cái đó Tân sợ lắm. Tân nói anh ơi đừng có gửi em mấy này. Anh bị gì anh cứ chia sẻ đi. Để bên em đọc rồi bên em xem xét coi sao. Thì sau khi đọc xong đó, Tân mới nói là anh ơi cái chuyện này nó liên quan đến cái tấm phù đồ. Tân gọi đó là phù đồ vì đó là khắc chữ. Phù điêu thì nó có chữ ít mà hình nhiều. À thì Tân mới nói là cái đó là tấm phù đồ chứ không phải phù điêu. Thì anh chụp lại giùm em cái tấm phù đồ đó. Chụp hết tất cả các góc và chụp hết tất cả các chữ. Từ chữ nổi lớn cho đến chữ ẩn nhỏ. Để em cho thầy em xem coi là cái gì. Khi chụp xong xuôi hết rồi, Tân đem về Tân cho thầy của Tân bên Tân coi đó. Thì bạn biết đó là cái gì không? Nó là một cái tấm phù đồ phong ấn của người xưa. Cái tấm phù đồ đó nó không phải là của một cái vị quan mà miêu tả cái người đang bắt cá đêm trăng. Mà là như vậy. Đây là một vị quan, quan văn, người Hoa. Họ qua bên Đức Tà, Đức Lào để mà họ sinh sống. Họ mới đầu quân cho quân đội một cái quốc gia nào đó, chưa hẳn ngày xưa gọi là Lào. Họ đánh những cái quốc gia nhỏ nhỏ xung quanh. Thì cái trận đánh nó trên sông, thì người ta mới xây một cái thành lũy ở trên cao để người ta nhìn xuống bờ sông, để người ta giữ cái biên giới đó. Thì cái mùa thu của năm đó là trận đánh rất lớn, đâm ra có nhiều người chết. Thì mùa thu đó đi qua rồi, đến hạ xuân, hạ thu, đông. À, thì cái mùa thu đi qua rồi, đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu là đã một năm rồi. Nó dòng lại cái mùa thu của năm sau rồi. Thì cái người mà đánh cá mới dám xuống bờ sông đó để đánh cá. Bởi vì trước đó toàn là xác người và cốt người. Người ta không biết con cá ở dưới đó là nó ăn thịt người nó sống. Hay là nó ăn những cái thứ rong rêu nó sống. Nó ghê gớm cỡ đó, chiến tranh mà. Thì mùa thu một năm sau rồi, cái người đó mới đi xuống chài lưới. Thì khi chài thì chài lên toàn là cốt người. Thậm chí có những cái xác người mà nó chưa rã, nó tà đến mức độ vậy. Thì cái vị quan đó mới sử dụng cái chức quan mà mình được phong cho vào cái thời điểm đó, cộng với lại cái chánh khí của mình. Ông mới viết một cái bài thơ, ông khắc lên cái tấm phù đồ đó. Thì cái bài thơ đó là một bài thơ phong ứng. Cái bài thơ đó được viết trên tấm phù đồ. Theo cái lối viết ấy, người ta gọi là mê phù, hay gọi là điên đảo văn. Mê phù điên đảo văn là một cách viết của người xưa để người ta dùng để ta ám chỉ những cái việc mà người ta phong ứng hoặc là những cái mật mã. Mà trong sử sách ấy, có những cái người mà sĩ tử người ta viết những cái đó, mà nổi tiếng là Tô Đông Pha, người Hoa. Là Tô Đông Pha ngày xưa ông cũng dùng cái lối viết mê phù và điên đảo văn để làm thơ. Còn nói về bên khoa học thì có Leonardo da Vinci. À, cái cuốn nghiên cứu của ông là cũng được gọi là một trong những mật mã da Vinci. Ông viết theo cái kiểu mà người Hoa, người Việt mình, người châu Á mình gọi là điên đảo văn. Có nghĩa là viết mà rất khó để hiểu. Nhưng mà bên cái hướng mà của bên cái bức phù đồ của anh Tuấn á, thì người ta có thể hiểu, nhưng người ta phải đọc ngược cái bức đó lại. Người ta lật ngược lại người ta đọc thì người ta mới biết đó là một cái sự phong ứng những vong hồn dưới sông trong trận chiến đó. À, cho nên mới nói là phù chú đôi khi không phải là một cái tờ giấy phù. Có thể đó là một trận đồ, hoặc có thể là một viên ngọc, có thể đó là một cái ly, cũng có thể là một cái mặt dây chuyền. Người ta cũng có thể thư ếm phong ứng lên đó.
Thì đây là một tấm phù đồ được viết theo cái lối mê phù, cái lối hành văn như vậy. Thì khi anh đốt hương, những cái dông nó bắt đầu nó đi ra và nó gây ảnh hưởng trong nhà từ từ mà anh không biết. Thì khi mà xác định được chuyện đó rồi, nói cho anh rồi, thì Tân cũng đã phải xin cái người thầy pháp và đảm bảo để đem một bức phù đồ khác đem ra để mà chứng yểm lại cái bức tranh đó. Thì cái bức phù đồ đó được gọi là truyện đồ, có nghĩa là viết bằng chữ từng chuyện. Người ta gọi đó là bách lộc đồ. À, bách lộc đồ là gì? Là một cái tấm phù đồ khác nhưng mà được viết bằng chữ truyện. Ví dụ như là từ phúc lộc thọ, thì bách phúc đồ, bách lộc đồ, bách thọ đồ là ba cái tấm. Nhưng mà gọi ta là bách là 100, thì người ta chữ lộc người ta sẽ viết bằng 100 kiểu khác nhau trên một cái tấm phù đồ, mà người ta cố tình ta viết làm sao để nó trở thành một cái bát quái âm dương để mà người ta chứng yểm trong nhà, trừ ma quỷ ở bên ngoài, thậm chí là những ma quỷ hung hiểm. Thì cái người thầy pháp của Tân còn hai tấm thôi, do tổ sư gia truyền lại. Tại ngày xưa là cái đạo tràng bị cháy, đâm ra là mất cái bách phúc đồ, chỉ còn có lộc thọ thôi. Thì mới xin một tấm để mà ra để đối diện cái tấm mà phù đồ của anh Tuấn, và cũng lập bàn cúng để cho cái tấm mà lộc đồ đó chứng yểm lại. Thì những cái chi phí đó bên Tân bỏ, tại vì mình không có thời gian mình giải thích. Nếu mà giải quyết được cái chuyện mình có thể chi phí nhỏ đó thì mình làm, không sao hết, mình đảm bảo. Thì sau khi mà để được 3 ngày, cái tấm phù đồ của anh Tuấn nó nứt đầm đôi, là mình phải đem ra mình thiêu ngay. Đem ra thiêu ngay, lấy cái cho đó mình pha với rượu, cộng với đất bên sông, mình thả xuống, mình rải ra sông, để những vong hồn nó trở về sông nước. À, để hạ bá người ta giải quyết những chuyện đó. Thì khi xong tất cả mọi thứ thì gia đình anh bình ổn trở lại. Một tháng sau thì anh giữ đúng lời hứa, anh gửi lại cái bách độc đồ đó trở về lại cho thầy của Tân. À, thì cái trường hợp này là một trường hợp câu chuyện mà mình cũng giúp được cho gia đình của anh Tuấn. À, nhưng mà bị con cái vậy nè, mình cảm thấy buồn là bị cái chuyện mà phát hiện ra vấn đề đó nó quá trễ. Một gia đình mà đông con rất cần cái tình thương của mẹ, mà người mẹ, người vợ ở đây không còn nữa, thì một mình anh sống với lại 6 đứa con, mặc dù gia đình có tiền đi nữa cũng không mua được cái cảm giác gia đình đầm ấm của ngày xưa. Cho nên Tân khuyên các bạn, khi mình muốn chơi một cái trò chơi hay là một cái môn nào thuộc về cổ xưa, từ sưu tầm, viết thư pháp hay là bất cứ thứ gì, mình nên tìm hiểu kỹ 1-2 năm để mình hiểu các cái lối viết văn của người xưa. Tôi nói thư pháp không phải là chỉ có những cái lối viết mà như bạn thấy ở trên, người ta chỉ trên mạng. À, viết thư pháp đôi khi nó có cái cách viết, ví dụ như là khải, lệ, triệt, thảo. Và trong đó cái cách mà họ viết nó còn phụ thuộc vào cái sự phát triển của cái thời đại đó nữa, chứ không phải là chỉ có cái cổ xưa không, mà nó có sự phát triển qua nhiều thời đại. Thì người ta viết bùa đó, nhấn mạnh là viết bùa đó, dùng từ phù đó, các bạn nhiều khi không hiểu tay viết bùa, thì cái lối viết đó ta gọi là lối viết chữ thảo, có nghĩa là nó quằn quện, rất là khó đọc. Mà có những người thầy người ta viết theo thể loại cuồng thảo, có nghĩa là viết quằn quện, bạo lực, thì người ta còn khó hiểu hơn, nhưng nó vẫn gọi là thư pháp. Cho nên á, anh Tuấn anh tìm hiểu chưa kỹ, anh mới xảy ra những cái sự việc mà nó đáng đau lòng như vậy. Thực ra trong kiến thức tâm linh nó đã bị mất rất nhiều qua các giai đoạn. Từ giai đoạn ngày xưa đến bây giờ, người ta đã bắt đầu người ta bỏ qua những yếu tố tâm linh rất nhiều. Nhưng mà tâm linh nó vốn dĩ đôi khi nó là một cái văn hóa nghệ thuật. Viết phù đó là cách chấm phá của thư pháp. Thường người ta vẽ bùa, người ta dùng cái lối chữ thảo, người ta viết cho bạn thấy nó quằn quèo quằn quèo. Còn cuồng thảo là viết rất lẹ, viết rất là khó hiểu. Rồi ngoài ra nó còn có những cái cách để mình hành văn trong cái phù đó. Ví dụ như Tân mới nói hồi nãy, mà cái bức
phù đồ mà anh Tuấn mang về, đó là lối hành văn mê phù hay là điên đảo văn. Cái đó có thể gọi là mật mã của ngày xưa, bây giờ ta gọi là mật mã đó. Còn ngày xưa là một cái cách viết mà mình phải đọc ngược, đọc xuôi, đọc từ bên phải qua bên trái xuống. Nó miêu tả rất rõ những chuyện xảy ra vào thời khắc đó mà người thầy Pháp phải phong ấn bức phù đồ đó. Thì ở đây tất cả chúng ta đều đọc một lượt rồi chúng ta cảm thấy nó một bài thơ văn bình thường. Nhưng nếu lật ngược lại đọc, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. À các bạn ha. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay, Tân mong các bạn đam mê là phải có. Nhưng đã mê thì tìm hiểu cho nó kỹ một chút. Để khi sự việc nó xảy ra rồi thì khó nói lắm. Ha các bạn ha. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye. Hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.